Cửa đang mũi này to lắm. Ở nhà có cơm cá không? Tao hỏi chị mày, ý là mày hỏi ăn mắm không thì tao nói đó đó. Nhà có cơm mà ngon, cá ngon. Kiến ơi, à, Kiến là gần đây bên núi, Kiến bây giờ cái này Kiến cầm thấy cây tăm bông nè. Không cần cái tăm bông khô sao? Không, Kiến đứng bên cạnh này nè. Kiến thấy mà lỡ mà bị con nạn mà nó rơi cái nó nè. Cái nó tăm bông Kiến chạm liền á. Hiểu không? Đứng trên này mới nhìn xuống mới thấy là đứng dưới nó nhìn đây không đây này
rồi đấy kia. Nóng mà em hả? Có nóng không để chị bật quạt? Hồi như 5 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Đông quá thì có khách thì bấm ra đây. Có khách thì bấm ra đây. Thì cháu khách là chán rồi đó. Bà Hà, bà bây chụp hình là bà đang nhập viện đó phải ngay. Thì bà đang nhập viện đó chứ đấy. Bà gửi là mua mẫn nào mang máy ta đâu biết. Cùng cái điện là gì đó tệ. Đau chi mà nhập viện chứ đó. Chắc gì họ và giữ anh không được đâu. Thì tìm người đó mà tìm không ra. Bà lớn tuổi rồi. Bà lớn tuổi rồi. Thì hai có giờ đó là bồi á, ý là không có chuyện gì á. Giữ xí với má. Xí với má mẹ. Đúng rồi, không có chuyện gì. Bán tiền mà tiêu cũng được chứ. Thì chứ đưa vào 10 nghĩ là thấy yên tâm rồi. Thấy bà